Mình trừ điểm danh ra. Lâu không chơi, trừ điểm danh. Hello mọi người. Hello. Hello Hải, Hải Võ nha. Hôm qua mình chơi game mà mình mệt quá, thế thì mình lại đi ngủ. Thế sáng nay mình dậy sớm. Kì đây, hello bạn Thảo. Thảo Nguyễn, anh tên là Thảo thật đấy hả? Con trai tên là Thảo ấy hả? Ủa, sao cái scene này nó không màn hình game này? Đù, lỗi. Nó bị lỗi anh em ạ. Má. Hello Văn Hùng. Tối hôm qua định live stream mà xong mệt ấy, thế thôi lại lại off live stream để sáng nay chơi tí. Tôi nghĩ việc là à, tôi nên đi danh nhỉ. Ê, trừ mới mất còn có 25 điểm rồi. Ước được bắn chung với idol. Trời ơi. Ê, tự do một kinh 4 phòng 36 này mọi người. Thế bây giờ mệt thì phải nghỉ chứ, chứ mệt lại còn cố chơi lên trên này mọi người lại bảo trông mặt như cái mâm ấy. Chết. Bùi Tuấn nha. Má ơi, chơi đá nữa chứ. Qua tôi vừa đặt cái bàn phím phải nửa tháng nữa nó mới về. Nửa tháng nữa mới về anh em ạ. Nên bây giờ vẫn đang chơi bàn phím cũ. Bàn phím cũ bị liệt mất mấy nút rồi. Đang bị liệt 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 nút led đây này. Hỏng mất led rồi. Ôi cảm ơn anh Trần Thanh Thanh Trần Trung tặng sao mình nhá. Lâu lắm người tặng sao tôi anh em ạ. Buồn. Ôi. Nhiều người tặng sao thế hồi hộp hơn hẳn. Bắn toàn trượt không à. Sao cái nút này nó bấm nó bị chậm ấy nhỉ? Bắn thêm 4 ấy hả? Trận sau, mới trận sau nữa đi. Vừa vào bắn thêm 4 rồi. Đá mình. Hôm trước tôi ra ngoài hàng tôi bấm thử con chuột Logitech Z Pro ngon vãi nổi, không giống như con chuột của mình, chuột mình nặng quá anh em ạ, chưa đổi được. Bắn trừ 99 thôi. Thì bắn ké thứ 4 thì tìm phòng có phòng thì bắn thôi chứ mình cũng không không chả biết nữa. Buổi sáng thường buổi sáng ít khi bắn đấy á. Rồi này bắn đang ngáo ngáo thế này, bắn toàn trượt không à, sao nhở sờ nắp gì vậy má. Cảm giác nó cứ ngáo ngáo ấy nhỉ, mà mình bắn ngáo quá. Trời ơi. Bữa nay ao trình rồi đấy chị. Tưởng ao trình là phải kiểu bắn pro player người ta mới gọi là ao trình nhá. Bắn gà gọi là ao trình. Ôi nội. Mẹ ơi. Thế luôn bắn kiểu gì nhỉ? Có đánh nhau không? Suốt ngày rủ đánh nhau thế.
Âm mạng rồi này, chả hiểu cái gì, bắn kiểu gì. Rồi một kênh 4 phòng 36, 4 phòng 36, 1 4 36. Nghỉ tuần. Thôi. Phải nổi. Có gì? Hỏi chấm. Nhiên inbox cho mình tớ là châm. Có gì nhờ nhờ là gì? Chả biết ông biết gì. Hôm qua bà nổ địa chỉ đến nơi chơi trung thu. Rồi. Bắn cái kiểu gì nhỉ? Bắn gà thế à? Mà xem những người khác người ta snap hay lắm. Mình snap như quần què vậy. Mình chỉ có vẩy gọi là tạm tạm được thôi. Ôi trời ơi, sao nó hồi sinh ở đâu vậy? Vừa hai thằng ở đấy xong rồi, cái thằng hồi sinh đây luôn. Giận chứ. Không có người yêu nên hôm qua không dám ra đường, tủi thân thật sự. Bình thường mà. Ra đường cần gì có người yêu. Mình cứ ra đường thôi. Trời ơi. Danh đi bạn ơi. Bắn danh ấy hả? Xem nào. Thế rủ thằng bạn nào mình online buổi sáng đi danh. Tôi đi danh mythical bắn đần lắm anh em. Em cứ rủ bắn danh thôi. Hello Vinh nhá, hello Vinh Nobita à. Bắn 1 2 trận để xem nó có đỡ đần hơn không, là bắn mới bắn hơi đần đần. Ui trời ơi, nghe thấy nó ở đây rồi, phản ứng là hơi chậm. Anh em thấy tôi ít ít khi snap mà đúng không? Tôi toàn bật tâm bảy mà. Cái mặt ô dề, nổi sức này chê người ta mặt ô dề. Giọng tôi bình thường là nó cũng hơi ồm ồm rồi, xong đợt này tôi đang ốm. Nên mới bị Covid dậy mọi người nên là nghe nó càng ồm hơn ấy. Giọng này hồi xưa đi chơi PUBG khối em rụng trứng. Bắn lại phát nữa đi. Khối em rụng trứng với tôi đấy. À, nghe giọng tôi kiểu nghe nó vừa nhẹ nhàng mà lại vừa manly đấy đúng không? Đây cái mic này nó thế chứ trước hồi xưa tôi gọi điện nói chuyện qua điện thoại giọng tôi ồm hơn ấy. Cam to lên làm gì? Trời ơi, cam này là được rồi, cam to lên toàn nhìn cam mới chơi game đâu. Nhà nghèo kho đồ được mỗi một cây VIP. Này không phải đâu, có những người ta kiểu không bắn VIP luôn nha, người ta sưu tầm kiểu dạng súng báu vật với cả mấy cái khẩu fake VIP ấy, đấy. Hay là Linh chẳng có VIP nào nhưng thực ra rất giàu, không hề nghèo. Trứng đâu hồi xin về úp mì tôm ấy hả? Thế trứng phải đi xin các bạn nữ kia chứ tôi tư mình làm gì có dụng trứng đâu mà xin. Lâu nhở? Xem phòng Hy 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 Lạp nào bắn phát. Là dạo này mọi người hay bắn snipe cái phòng cái map farm này lắm nhá.
Vui. Làm trận Hy Lạp đã. Tí ra bắn cái phòng map farm kia. Hello thực nhá. Nhìn cam làm gì? Hề luôn, hôm trước tôi chả nhớ xem livestream của ai, xong mọi người kêu là livestream gì toàn nhìn thấy camera, chả nhìn thấy màn hình game đâu. Camera to bằng nửa cái màn hình. Sợ. Đấy anh em cũng bảo ấy. Camera to bằng nửa cái màn hình ấy. Ôi trời ơi. Hello Duy Lộc nhá. Ý mình là cái lúc đấy mình đâu có dụng đâu. Người khác dụng, mình chưa có dụng. Thôi làm gì có dứa mà xin. À bắn một hồi rồi mới chết vậy. Nó cứ tôi bị cái là tôi bị delay yếu, delay kém, delay toàn mẹ không ra súng, toàn ra cái quần què gì ấy. Đúng á, mấy ông ấy bắn kinh lắm, ra lưu nào được thật, tôi bắn là gà anh em ạ. Rủ ra lưu rủ mấy thằng em của clan tôi. Sau lưng mình giao lưu thì đợi mua cái bàn phím vậy đã. Ôi đâu rồi kia, bắn 10 tỷ viên thì bắn toàn trượt không à. Chán thật. Mẹ mình hồi xưa mình bắn one shot one kill cơ mà. Thường giờ bắn cứ phải 10 viên mới trúng một viên ấy. Lạc. Bỏ CF 8 năm đấy hả? Tôi mới chơi lại 2 năm nay bạn này. Kiểu gì ấy à? Chửi chín kìa. Bán C4 để tí nữa. Rambo trước tú 4 round sinh tử xong bị lật kéo hả? Solo ngã tử à hay sao? Sau lưng mình. Ê kìa anh em thấy nó bị lag không? Cái định mệnh ấy chứ. Thôi bỏ kính ra thì thôi khỏi bắn luôn ấy, mắt lag chả nhìn gì. Mẹ ơi. Ui, bắt vào cái gì vậy? Đùa. Mắc vào cái gì rồi? Ammo thì kinh rồi, toàn tuyển thủ à, tuyển thủ bắn ghê là đúng rồi. Ể luôn cái này.
2008 lúc tôi chơi làm gì có hack đâu ta, ít mà về sau nó mới hack. Về sau tầm 2010, 2011 đấy tôi thấy hack nhiều. Chứ đợt 2008 lúc mà nó mới ra mình chơi cũng không có hack mấy đâu. Hello Hải Trần nhá. Ui, xin vào clan mình làm gì? Clan mình gà mà. Gì đâu mà xin. Toàn trượt không à? Bạn ơi, mày ơi. Ừ, đồng quá. Hello Kenny Phú nhá. Ra một kênh 10 vòng 29 này. Mình cái nút di chuyển mình nói chung mình di chuyển nó bị không được mượt đấy. Bỏ kính ra có nhìn gì mà bắn. Mà tôi thật bỏ kính ra xấu. Xấu hơn bình thường. Mắt dại lắm, mọi người cứ nghĩ là bỏ kính ra là đẹp hơn đâu. Không có đẹp hơn đâu. Mục 10-29 này. Trước đằng sau ấy chứ. Đi lây một cụ chuột hay lăn chuột đấy à? Hồi xưa tôi đi lây lăn chuột tôi kiểu trầm cảm mẹ luôn ấy. Bây giờ tôi đi lây quy nhưng mà cái nút quy của tôi nó bị liệt anh em ạ. Vãi nồi thật đấy. Mấy bữa tôi phải đi lây bằng mồ quy với một đấy. Nên tôi đang order cái bàn phím rồi à, nửa tháng nữa nó mới về. Hello, rồi hello, em phá tiên. Làm tí 88 á, rồi chơi trận sau nữa đi. Sau bắn ra C4. Mẹ ơi. Trời ơi. Hồi xưa mình chơi game 2k rưỡi. 2k rưỡi một tiếng. Bắn đi về cuối để bắn đuối. Tôi bị snap nó bị không được trùng chuẩn ấy. Mà cái Bảo Linh này như ở trong livestream của mình có bạn tên là con gái. Là nữ sao ấy. Xong rồi cũng có bạn bạn này không biết là nam hay nữ đây. Bắn trên C4 nên có bạn bè bắn cùng mình vui hơn. Mấy nay toàn đi bắn một mình không rồi. Tự ra một kênh 2 vòng 15 này. Trạm vệ tinh. Xem có cái khẩu súng gì hay ho lắp ở đây phát. Người thích xem súng gì. Đừng có cái súng gì mẹ quái thai quá tôi không bắn được.
Đấy, tự do một kênh 2 phòng 15 này. Một hai mười lăm bắn súng gì đây ta? Bon bít Triệu Vân, cái khẩu Bon bít Triệu Vân mà. Ủa vậy hả, là bả Linh vẫn à? Ô vậy đá cái phòng này nó để view góc nhìn thứ ba ai nồi. Kệ, vào bắn vui tí gì đâu. Vào đi. Xem tí nữa có đứa nào có lan mình online rủ bắn. Lô. Phòng này ở góc nhìn thứ ba thật ạ. Nổi. Chắc phải không biết bao nhiêu lâu rồi mình mới chơi một cái phòng ở góc nhìn thứ ba. Bắn con bò đi mà chị quên không lắc rồi, chị không lắc rồi. Ủa cái gì đấy, cái gì đấy? Hello Đinh Hoài nhá. Ông Pelio này là ông nào, xem livestream của tôi đây. Góc nhìn thứ ba soi soi view ạ. Flash đồng đội bỏ mít à? Anh nồi. Lên tận nhà luôn rồi. Ôi ném quả bom kìa. Toàn anh em xem livestream của mình vào đây sao ấy. Nhìn thấy mình đây rồi. Ném quả bom chán thật sự. Ném quả bom bị lỗi. Trời ơi. Cái pha đấy mình núp ở đấy là hơi lỗi, nó biết mình rồi. Cái gì đấy? Gánh được tôi không, bạn là ai? Không, này thì có gì đâu mà gánh, nó đoán thôi, nó đoán đoán mình đứng góc đấy vì lúc đấy mình bắn nó sao ở đấy, mình nhìn nó xa thành thằng SAS nhở, má đấy chứ, mình hơi khinh địch. Vãi nồi. Mồm anh em ạ, chạy thôi. Hầm B rất đông. Và A đi. Hồi sinh. Một. Hầm B 3. Sang A đây. À, Peligro đấy à? Bạn cứ bắn đi, gì đâu. Tôi bắn vui mà. Ủa đang bán gì đại ê? Đang C4 chị ơi. Vào phòng này đi, tự do một kênh 2 15 này. Dung gì đấy? C4. Ui, em đang 19 trên 0, đang xanh. Thế thôi bán nốt đi. Rồi để em tha cho mấy thằng con này. Cái phòng này nó bán góc nhìn thứ ba ạ. Ôi trời ơi.
Phòng này bắn, phòng này bắn buồn cười vậy. Tự ra một kênh 2 phòng 15 này. Rồi, mất gì rồi? Ăn cơm Tự ra tối 1 chưa? kênh 2 phòng Chị ăn cơm 15. buổi sáng rồi em ơi. Lên kênh 1 đấy hả? Hai tí lên kênh 1 cũng đại. Lên đi, phòng full rồi. Chị đừng bỏ cái trận của em 20 chết 1. Thế tao bảo mày bắn nốt đi chứ gì? Không được, em mới tha cho mấy thằng con đấy rồi. Thế lỗi em dưới sai kìa. Bao giờ xong gọi nhé. À, có đi còn mà nhưng mà thì bắn khẩu khác đi. Bắn khẩu M451 Bon Beat Triệu Vân. Ngày thường các idol gánh team các idol sẽ bắn sniper mà mình. Già mít luôn rồi này. Ủa? Đi bê đi. B-site. Lên nè. Lên kỹ đi. Mày hay núp ở cái chỗ đấy lắm. Với cả bom này. Mẹ nồi. Mình ném bom hay vướng lắm. Mình ném bom vào vào cửa mà sân lại mắc mắc vào cái này chứ. 98. Flash bomb. Ai nổi ăn luôn quả bom mồm. Mẹ chiến thần ném bom. Nhảy lên phát ăn ngay quả quả bom giữa mồm, sợ thật. À ghê. Ra nét làm gì? Ghê có nhờ bắn DF luôn ạ. Ôi Hello bạn Tàn nha, lâu lắm mới gặp bạn Tàn đấy. Chịu. Tình yêu tình đương cái gì. Bắn phòng này buồn cười vãi. Anh Phúc có sao ở bên kia rồi kìa, anh Phúc bắn cái gì đấy? Chị có Discord nhưng mà Discord clan chắc không phải đâu. Mày biết mù lâu quá đứng im ngồi im rồi. Buồn cười hết rồi. Hot girl gì vậy? Kìa nó ra kìa. Ôi rồi bạn ơi, cọp 4 viên. Cọp 4 viên thì bắn cái gì? Cái gì đấy bạn Hải ơi? Bạn Hải nói gì bạn Hải ơi? Anh Phúc vào đây bắn C4 anh Phúc. Anh đang qua bằng điện thoại em. À thế ạ? Để anh xem livestream của em. Trời ơi, anh xem livestream em làm gì? Gì đấy? Ok,
khi mình bắn sniper cái map này. Mấy giờ ăn cơm? 12 giờ ăn cơm nhá. Khổ. Hỏi chẳng lên chỉ đến 5M. Ăn cơm phải đúng giờ ấy anh em. Hầm B này. Hầm bên góc nhà hai thằng quá. Đấy, nó chạy nhanh ấy. Bên kia nó ao hết rồi đâu. Lai giờ linh tinh. Hôm nay chủ nhật mà bạn. Và AK. Hôm nay chủ nhật buổi sáng bình thường mà. Tuần vừa rồi tôi bị ốm hay là... Hay là tôi lai linh tinh. Vì tôi nghỉ ở nhà mà. Cái ba lô mình cầm AK ấy chứ. Ôi dồi ôi, chiến thần ơi. A site. Bomb has been planted at A site. Fire in the hole. Oh, trong side kìa chị, trong side kìa. Mày vào lúc nào đấy? Chị nghe xong sai. Chị nghe xong sai rồi. Lại ăn bom. Tàn ăn bom không à? Tôi uống tôi bị Covid mà bạn. Thôi mà tôi khỏi rồi. Giờ tôi chỉ đau họng thôi. Ui rồi lại ăn bom. Trừ 69. Hai cái thằng đồng đội kia. Chả là nó ra ca vừa hầm miếp 1 này. Hầm miếp 1. Để chết rồi kìa. À, cầm côn clear 5 mạng được donate 1 lít à? Để thử. Để thử cầm côn xem nào. Ơ hay. Cái phòng này nó bắn góc nhìn thứ ba ạ. Ấy nồi thật. Bắn khẩu gì đấy? Bombit màu mè lè lẹt thế. Không phải súng em. Thế à, đổi súng à? Nó cứ cầm khẩu cọp nó dí. Này không thơm đâu. Team địch có 8 thằng cầm côn bắn 5 thằng cũng khó ấy. Ủa.
Không bắn tanh, cầm côn tưởng dễ đâu, không dễ đâu. Kèo này là hơi hơi khoai. Tay cầm tanh thì còn bắn được có ba thằng ấy kìa, rồi bắt cầm côn mà năm thằng. Thử thách, nhưng thử thách đấy. C lúc 1 CC. Khó khó cầm côn bắn. Bây giờ bắn là 5 mạng thôi, còn suy nghĩ được. Đâu đại cấp thấp đâu anh? Ờ, cái gì? Mà xin hạ cấp không? Chị à? Em xin hạ cấp không? Tin luôn á. Áp cô chú tá này mà. Cứu 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 cứu. Hay. Suy nghĩ của em là cái biểu tượng. Không. Anh đại bảo là à nhầm, anh Phúc bảo là xin sao sao đại cấp thấp thế. Tại đây bạn thấy tôi bắn không? Tôi chạy ra tôi bắn thằng trừ 72 này. À, cười à? Chị đang định bảo mọi người hạ cấp hết xuống thiếu tướng đi cho nó đẹp. Một sao. Ủa, em hạ hẳn xuống tá luôn này. Em hạ xuống tá rồi à? Sao nó của em nó là cái gì to to này mà nhìn cứ nhìn thấy cấp đâu? Không, ở bên ngoài mình nhìn thấy cấp, bên trong này là em kiểu như là trước khi mình hạ mà không tắt cái biểu tượng này đi, bây giờ hạ rồi mới bị lỗi không tắt được nữa. Oh shit. Em chị bảo mà em xin hạ em làm cái phiếu ấy hả hay sao? Ừ, vào hỗ trợ xin hạ. Nhưng mà phải update mới được hạ. Thế chị xin hạ xuống cấp thiếu tướng ấy. Ừ, xin luôn thiếu tướng chứ cho đẹp. Ôi. Ôi giời ơi, B. Toàn. Thằng này nó chạy ra mít à? À. Làm mít bắn. Ném flash lên mít cầm côn bắn. Mít mít có mày. Ôi ăn luôn quả mù đồng đội này. Thùng vàng mấy thằng này. Thằng người chết chết hai bạn thôi. Cao A, cao hiểm A. Mới được hai kill bạn ơi thì tôi chết rồi. Anh tên là gì đấy, 72 à? Tài có đấy hả? À bắn được hai kim nồi, bắn được hai kim côn chết mẹ luôn. Bây giờ vào cái pha đấy là biết có cái thằng ở trên cao A rồi, nhưng mà ông kia ông đang đến nên là phải bắn quá khó luôn, hơi khó gì. Làm lại này. Chị yêu kèo bắn côn. Mày lên mít đi chị đại à. Được, ok luôn. Lên mít bắn yếu cho người ta ăn hàng ấy nào. Em chết rồi nhá. Anh nổi. Cao A, cao A, cao A, trên đầu chị có đấy. Nghèo rồi, nghèo rồi, nghèo rồi.
Cuối đấy còn một thằng sniper nữa. Fire in the hole. Cái đồ mía tầm cóp nó bắn tới. Kin nữa thôi là được tiền rồi. Thằng ba kỳ nổi. Cái thằng kia nó cầm cọp bắn kinh vãi. Mẹ ơi chứ. Cay thật đấy. Tí nữa thì ăn được cái thằng đấy rồi. Tức thật. Kèo này nó khoai quá. Kèo khoai quá anh bạn Tà đây. Hẻm A có này. Ôi nó lên tận đấy rồi kìa. Em à. Ui! Nhổ mía nó bắn chợt đầu kìa. Cao A. Có cố gắng nhưng không thành công. Thôi, tôi muốn kèo như nào thì tôi phải nói thì nó lại bình thường quá, đúng không? Tỷ bạn thôi chứ. Bạn ra kèo tôi làm được hay không thì đấy là việc của tôi, đúng không? Bây giờ tôi lại còn chọn ra kèo như nào để thế thì nó lại dễ cho tôi quá. Rớt mạng. Trời ơi, tháp. Tí nữa thì bắn được cái thằng kia. Dạ. Thôi bắn đi không nhớ thua. Nó bên kia kìa. Trời ơi, ông nhìn với khe này. Thôi không bắn côn nữa đâu. Thua bây giờ. Mình cứ cầm snip ra khi nào cần ấy thì mình sẽ bắn côn. Mà côn này không lắp đủ ấy, sao côn này phải nhiều hơn 14 viên đấy nhở? Mình không lắp mẹ full bip vào đây. Ui tem đâu mà toàn đáp khói thế đi. Ta hẻm A có này. Chả có bom. Chết mẹ mày đi. Không chết à? Ôi dồi, sao cứ đáp khó ra đây thế? Nó yếu rồi đấy, nó yếu chắc. Thôi, sinh mình. Tao hồi sinh mình rồi. Thấy có thằng chạy hồi sinh mình mà. Ấy. Thằng này nó chạy vào hầm B rồi, Okay. Núp đi. Nó dưới sai em ơi. À đâu không, nó chạy ở hầm B rồi. Thế nó ở đâu rồi? Vãi nồi. Hầm mê gặp ấy chị ấy. Rồi. Cái gì chữ 91 cái gì cũng vậy. Quái, 4 thằng kìa. Bắn cô nó chỉ được 4 thằng thôi. Mì ạ. Hello Tà Trung nhá. Không thể nào bắn được 5 thằng các bạn ạ. Không đáng lên, chị thì phát đấy chị bảo để chị, em không bắn nữa. Nhưng mà chị chỉ được có 4 thằng thôi. Cái thằng ở thùng vàng này. Nó chạy hầm mít. Toàn lục cái này. Double kill.
Dưới mít rồi chị ơi, nhảy xuống mít rồi. Ép vào rồi. Bên phải, chạy ra bên phải. Nó quay lại nhìn chị, nó nhìn chị, nó đang quay lại nhìn chị rồi đấy. Phải, bên phải, bên phải, phải. Độ khu rồi. Thôi, nó chết nữa thì được 5 thằng rồi. Cái gì vậy? 4 thằng cái này. Hello Việt Hà nhá. Cay. Cay cái nổ đạn tản đây. Mẹ tôi tí nữa tôi bắn trong 5 thằng rồi đấy. Thùng vàng này. Còn thằng nữa. Ôi cải má. Ôm nó ở mid thì sao ấy? Ai ở hầm B ấy? B ấy hả? Lạ nha. Nó hết cả nhà nó gặp nào kìa. Cái định may mắn thân yếu ấy, hai giết được hai thằng này ở đây là mẹ năm thằng rồi đấy. Ủ sư nữa chứ. Hello Tạ Mạnh nha. Hello Mạnh, hello Nguyễn Mạnh. Thấy vãi nồi. Trông chị bắn dính máu ấy, 6 thằng như này. Vẫn nhau bắn được 5 thằng. Cày thật. Thằng kia nó chết rồi. Chạy ngục ngục thế. Ơ, kêu kêu kêu. Bắn tan bắn yếu ơi. Em bắn từ nãy giờ ta bắn côn ạ. Bắn côn nhưng mà vẫn xanh lét. Sợ thật mẹ. Ăn dù không được kèo vẫn tinh tinh cả bạn. Tinh tinh mà. Tinh tinh nửa một nửa kèo. Cảm ơn ta nhá. Má cười hiểu. Má cười hiểu luôn ý. Tin giờ đang đẹp mà thắng thêm một trận nữa lại hỏng. Thắng cái gì? Thông tin giờ đang thắng dễ win ấy, đang 4-7 giờ thắng thêm một trận nữa thì lại thành 0-8 thế thua đi. Cậu ơi thành cũng nhỏ. Ê cái map này chúng nó không bắn rồi, đi ra phòng khác đi em. Mày ma bắn đến kiểu bắn cái gì rồi nhở? Thì bắn xanh không đại. Xanh gì, chị xanh gì mà? Mythical. Ơ phòng 13 này, phòng 13 nhanh nhanh 1-2-13 nhanh. Ôi vãi nồi. Vãi nồi. Chán nhỉ. Cháu vui vẻ mà tôi bắn tụt quần. Trái bên như nào ấy, có vào không ấy?
Thôi, đi ra phòng khác thì bắn cùng bên đi. Tìm được cái phòng không phải chạm phát sóng khó nhỉ? Bắn được cái phòng hay là lập cái ra sao tự ra một cây một. Bắn cái gì nhỉ? Bắn cái map khu phố bất ổn cũng được. Anh thích bắn map đấy không? Map nào chả bắn được. Bắn map đấy đi. Anh không không biết. 17 16 này. 16 này. 16 16 tự ra một cây một đấy hả? Thôi, bị nó cướp mất slot rồi. Cây một. Lập phòng về. Ủa ơi, phòng này căng ấy. Phòng nào? Tự ra một cây một phòng 18 này. Với full slot rồi. Thôi, nhưng mà nó bắn chạy bắt sóng chị không thích lắm. Lập phòng đi. Mày lập phòng đi đại. Lập như nào nhỉ? Cái định mày. Đùa nhau à? Tự nhiên chị kích ra cái bên ngoài này nó thoát mất tự do rồi. Trên này toàn chạm vào sóng thôi. Chán nhỉ? Sao kênh khác? Xuống mấy kênh dưới xem nào. 27 này, 1327. 1327. Ok. Vào. Để xem vũ khí bắn súng gì. Không biết bao giờ bên mình mới về khẩu HK nhỉ? Không phải khẩu HK bắn ngon lại. Tìm bạn 3 thằng treo trong kho không vào được đâu. Vậy bíp. Mà cái lấy khẩu kèn vào đây bắn. Vào đi hai thằng. Ôi Timber kia là top danh này. Top danh đang đua top với anh Dũng này. Các bạn chưa? Sao em không nhìn thấy trong này? Chưa, đang ở ngoài. Trời ơi mấy cái ông nội này, vào đi cho người ta vào với. Rồi, vô. Thằng team 10 nó có bắn vô các bạn này. Danh cái đâu. Thế à? Thế thì nhá, dưới top Dũng rồi. M200 trước xong rồi trận sau bắn con. Ok. Hầm B sao ấy? Mấy ba kìa. Tôi mít. Fire in the hole. Tao mít, tao mít, tao mít. Chết chưa? Chết luôn luôn. Ờ, chết luôn, tao mít. Mít vào một này. Nghe rồi. Gì đấy? Đen. Thế. Ôi. Đông thế. Mẹ đi hai thằng cái đấy rồi vẫn một thằng nữa, tổ sư nữa. Ra một kênh 3 phòng 27. Rửa chưa thấy này. Stop!
Hồi sinh nó này. Dâng hồi sinh. Ủa. Mắn cọp. Hồi sinh trừ 24. Thằng Timber ấy. Dĩ bảo chết hết thế này. Vãi nồi. Vãi trưởng. Ôi không biết kích ai luôn ấy. Thằng ở cái chỗ chéo ấy. Hai thằng luôn đấy. Hai thằng có thằng nữa luôn đấy. Hay. Cũng là em trai ta. Cấp tá phải vào phòng mới nhìn thấy. Lúc mà kiểu để sang cái gãy của em ấy. Góc nhìn của em mới nhìn thấy là cấp tá. Đấy, em không biết. Quên không tháo ra hạ cấp trong cái giờ không tắt được nữa. Rốt. Phải núp vào nhà rồi. Tiếc. Mẹ sao bắn trượt. Vậy nồi bắn trượt hết cả 4 viên ạ. Chịu đấy, bắn trượt hết ạ. Hồi sinh nói nhá. Limit nó có. Tha ba rồi này. Thằng này lúc ở nhà là chắc rồi. Mù mắt. Mù mắt thật. Mù mắt bắn 4 viên cũng chết. À không biết kích ai. Nhưng giờ kích bị kỳ không. Cái phòng này mình vào sau. Chờ trận sau ấy các bạn ơi. Xin lỗi anh em nhá, mù mắt. Kìa. Bàn thờ ngó này. Ê, hồi theo đâu. Hô theo lên này, ôi đông. Ôi dồi ôi, 4. Vãi nồi, nó móc từ mid lên nữa chứ. Hầm B1 này. B có luôn. Cái kia nó rút shotgun rồi. Thằng kia nó, mẹ, chị đang bắn cái thằng ấy, mẹ nó móc cũng hầm B. Bắn sóc kinh vãi. Bắn khẩu AK. Hít móc vào hầm A rồi đấy nhá. Anh nồi đồng đội ạ. Hầm B đông kìa. Con hổ bạn đây, không phải mèo đâu nhá. Tất cả đen rồi này. Cái định mệnh. Đen rồi á. Nối sang A rồi. Cái mình đang cao chứ. Con hổ này hả? À? Con hổ này à, mọi người quay. Mọi người quay cái súng con gà ấy. Mọi người quay cái súng con gà 14 ấy. Là tháng 10 nó tặng con hổ này nhá. Tháng 10 tặng con hổ, tháng 11 tặng con nhân vật. Tháng 12 tặng khẩu AN X-Max gì ấy. Mẹ mình, ông kia cũng đang khen con hổ của mình. Tinh của mình đang cào ấy. Mẹ chết cụ luôn. Cay hết nồi. Let's go,
Này, đây này, con hổ của chị này. Đây đây. Còn hai. Bọn này nó không đi A bao giờ sao ấy. Hầm, hầm A, hầm A, hầm A. Thả shotgun trong hầm ấy. Đừng có vào, đừng có bắt chết ấy. Hầm A nó chạy rồi sao ấy. Nó vẫn đây đây, bọn em bị mất mít rồi, không ra được luôn. Ở mít nó, mít nó, mít nó. Chết thằng. Chết thằng sao lần. Còn bố sử dụng kia thủ dâm trong nhà hay sao ấy. Nghe tiếng người hotel ấy. À, chạy hotel rồi. Mày trừ 34. Hello Tiến Lê nhá. Không muốn quay mà muốn nhận 3 cây ống vật được không? Không. Phải quay mới nhận được. Ngồi gù hết vai kìa. Ok, thôi giờ phải ngồi thẳng lưng lên. Em là tít ngu. À ok, hello em nhá. À đâu em ơi. Rửa một hầm A một thùng 51. Hầm A một thùng 5. A Đông. A Đông ấy. Thằng này. Thằng chữ 82, thằng từ 82 chết rồi. Bình thường ngồi giữa quen ấy toàn ngồi gù không à, bây giờ phải ngồi mà ngồi thẳng lên như này. Trông ngồi thẳng cái nhìn. Ngồi thẳng cái nhìn đấy quá. Nghiêm túc quá. Chết thầy. Đây là mới đấy mình chảy cối mình bắn hai thằng kia ấy, chứ không mình không bắn mình núp đi là cũng ngon rồi. Bom rơi nhà nó kìa. Ngồi thẳng lên cho người lớn. Nào mình phải mua cái định hình vai về mới được nhở. Rồi một kênh 3 phòng 27 nhưng mà có slot không thì không biết. Ôi. Thôi không F11 được đâu, bạn này bạn đi xem livestream. Kiểu F11 hộ. Bắn trượt đầu thằng đấy. Các bạn này. Thừa một nữa. Tinh 16 bit, chịu. Thằng Timber kia là 16 bit. Ờ. Tự nhiên lúc mình phô ra gì ấy chứ. Thế là đồng đội chết ở B kìa. B2 kìa. B3. Ôi smoke ngay đi ai. Ngồi ăn cơm toàn ngồi gù ấy hả? Tôi từ trước giờ tôi toàn ngồi thế. Ô kích cái số ông kia rồi hả? Vãi nồi sao kích ông ấy vậy?
hài đấy. Cái khẩu triệu vân này như là sắp tới là ra báu vật hay sao ấy ạ? Khẩu triệu vân ấy, một bom bít triệu vân. Còn bây giờ thì chưa có ạ. Hay quá copper. Ê, copper mới chơi nhau. Timber 16 bit thật đấy. Hay. Biết bom đây là hỏng rồi. Xấu mà, nó bắn vâng ạ. Đỏ mà. À cái này à VTC vào. Em có cả cái gì nhập khẩu à? AK Buster à? Với cả M4 Undertech là hai khẩu AI triệu vân cơ. Đấy nồi. May nhá Peligo nhá. Flash bomb. Thằng hồi sinh này. Qua rồi kìa, mít qua rồi. Hồi sinh nó có đấy. Mít vào nhà mình ấy hả? Ôi. Bom rơi này. Bomb spotted. Em à, hầm à. Thằng Timber lên ở nhà ấy rồi ấy. Một viên chân, một viên. Một CC. Mày không bảo nó ở thùng, chị tưởng nó ở sai ấy, chị lại nhìn vào sai. Mẹ. Em bắn. Hết Covid đã, hết Covid rồi nhưng vẫn bị ho. Tí lấy ra cho xem nhá, có bát sơ triệu. Bát sơ triệu vân mà. Chứ tôi vừa mới thấy xong ấy. Skin này trông giống champion mà. Ô theo có này. Trời ơi, trên hotel một thằng kìa. Nghe thấy cái thằng này rồi. Hotel một. Hotel một mồm. Thứ 50. Mồm mà sao lại thứ 50? Nhầm mồm. Thứ 50. Ở hotel. Nó đi về nhà mình rồi sao đấy. Cậu hối theo kìa. Ôi chết luôn. Thế thì hai thằng rồi. Không bán được shop đâu. Skin này là skin quay sao đấy. Skin này giống kiểu cái bộ mấy cái bộ champion. Trong hotel có này. Hotel hai thằng luôn. Hay hát bot ơi. Móc quả nhanh thế. Nó móc phần mê lên. Mẹ. Mình nghe mình cứ tưởng đồng đội mình ấy chứ. Móc nhanh vậy nổi. Cao mít. Nhảy xuống dưới ơi. Nhanh ấy. Kìa, có thêm móc kìa. Móc quả hơi bị được. Ô, oh, ạc này ạc VTC ạ.
không phải ác mình đâu. Chứ mình làm gì đầu tư, mình còn đang có tiền mua bàn phím, mình chưa mua được cái này. Mình đang chưa mua được chuột. Nghèo quá. Muốn mua super light chưa có tiền. Trên cao A. Flash bomb. Em cho mình sửa nắp này. A site. À chết rồi. Khói ấy. Rồi tí mơ này mà cẩn thận móc nhà ấy, đùa đâu. Chuyện gì móc? Chuyện mò mò thì móc. Đây mít này. Mít nó à? Chết rồi. Còn thằng Timber như trong B thì sao ấy? Fire in the hole. Mission Champion cài được mắt như VIP thì hết nước chấm. Thật ra tôi nhưng mà tôi không thích cái bộ champion này lắm đâu bình thường. Không khoái lắm. Hầm A có, hầm A mid 1, hầm A 1, ủa, chết là 2, hầm A có 1 thằng. Fire in the hole. Flash bomb. Mù đồng đội thế. Thằng này ở một là cao mít. Tìm bơm chúng tôi. Còn thằng ở trong hotel. Sao cần trong hotel ấy? Vẫn trong hotel chứ ơi. Cầu hotel. Hey. Ôi, thế mình cầm tốt này. Thằng kia nó thoát ra. Cái thằng kia nó kêu là một lý nó đi về. I don't know. Hello, thằng Trình nhá. Thôi, xong. 7778 rồi. Mệt. Cái số 7 có cái đẹp đẽ gì đâu. Cay. Hạ cấp để nhìn cái cấp cho đẹp thì bị cái này nó beo mất. Người bạn này tiếp không hay là bán này cầm 687 ở bán mẹ chắc hết nước chấm. À bán cái này mình bán khẩu Famat, người chị khẩu Famat Graffiti. Ok vai công minh nhá, bán nữa OC Groza. À, lắp vip này phải lắp vip vào bắn nó mới cộng đạn nhiều. Cái bộ à đây mình có khẩu. Thế này tôi khẩu AK Buster Triệu Vân mà. Phải Buster Triệu Vân không nhỉ? Hay là khẩu gì Triệu Vân ấy? Là AK. Thế này, Buster ai Triệu Vân thế này. Ok, mai tâm nhá. Con Sicarius cũng được, con Sicarius nó kiểu cái combo kin của nó ấy. Với con đấy cũng ok. Chứ chính ra con đấy mình thích hơn con Sisterhood. Con Sisterhood này mình chả thích lắm. Đại thoát ra ngoài rồi à Đại? Để vào lại. Lại đây, 1327 này. Đây này, tự do 1 kênh 3 vòng 27 vào đi các bạn này. Mai tâm mình đòi sang bên khác thể hiện được. Đại vô đi. Ôi dồi ôi, không chen được tự do 1. 1327 cơ mà. Ấn nhầm bay giờ văng cả ra ngoài mà. Rồi. Tôi ghét đá phi dao cực kỳ luôn ấy. Nổi mấy con nhân vật cứ đá thì phi dao ghét vãi. Nhất là phi dao mà delay ra súng ấy. Delay lỗi nó cứ delay ra phi dao thôi. Sao cứ để 12 round ấy nhở, xong để 10 round nhỉ? Ôi copper. Ôi. Nghe tiếng cọp sợ ấy nồi. Copper 14 viên. Mặc dù thế rồi, cái này gây lỗi sợ hãi. Cái này của chị có mỗi 23 viên đây này. À, đứa nào qua chưa? Hay quá, hay.
Hay quá đồng đội ông ơi, chưa kịp bắn cái gì chết hết rồi. Vâng, team bơi nó clear team mình bây giờ ấy mày. Đấy, lên nhà nó bớ hết. BZ à? Hả? Quý BZ à? Groza. Groza có 2-3 viên à? Em bắn ngu đừng kích em. Kích đi. Kích gì? Chị chơi vui mà chị chả kích đâu. Bình thường chị nhiều lần bắn ngu lắm. Ngồi. Chạy này. Chạy với tôi à? Nghe thì tiếng ở đằng sau rồi, mít 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 cuối. Mít to. Nhiệm máu, trừ 60. Gần gần nữa, điều khiển B, gần điều khiển B. Điều khiển B, điều khiển B. B hả? Lần cuối nó chạy từ mít to ra cái phía đấy. Ý chùa. Cả mình. Mẹ ứng chị đi thằng bên kia rồi. Rất cả mình. Chúng xịn không anh em? Con hổ này. Tà này. Flash bomb. Roger that. Sao thế? Thế ném mẹ flash xuống đây đồng đội trên này mẹ ném hiểu. Ở bên kia. B site. Sao bên chết chưa? Chết rồi, chết rồi. Chết 2 rồi. Ghê thế nhỉ? Có thằng nữa, cầu thang. Trên cầu thang ở đoạn cuối cao bì ấy. Fire in the hole. Fire in the hole. Trái. Cuối B. Cuối B 2 này. Cầu thang 1. Cầu thang lên cao B rồi, cao B. Cây này sấy thì nói chung là sấy đạn thì mạnh nhưng mà nó bị giật lắm. Nó ít đạn, nó có 2-3 viên à. Đây là tôi còn cộng vít vào rồi lên 2-3 nhưng cái khẩu này có 20 viên. Ê, chỉ kích nó 30 viên. Ngoài mít có. Tóc tiến sinh. Flash bomb. Fire the whole flash bomb. Headshot. Má, trừ 99 kìa. Trừ 99 mít, một mồm. Mít to hai à, chỗ xe nâng à? Bắn cọc thế mà 99. Đồng đội đứng ở rào. Một thằng mồm nhá, một thằng 99 nhá. Tốt bên kia 99. Timber còn sống đấy. Điều khiển A. Chị nghĩ là bên phải. Giết được thằng đấy là còn một mồm. Cho bom nó đi, thằng mồm CC đấy. Mồm. Mồm chết mất rồi. Bắn chết cái thằng ở dưới là ngon nhở. Thành ra cái con hổ này chả được cái tích sự gì.
Phải là toàn đi B thôi sao ấy. Khói lắm. Bỏ A thôi. À, nhìn rào. Bắn đâu ấy? Bắn đâu ấy? Ý chết nhá. Mít to một này. Em mù một. Khó thế nhở? Đối gì? Mít to vào rồi này. Điều khiển A. Nó chạy ra rào này. Gần rào một. Đồng quá. Đâu cái thằng mồm mà thằng trừ 99. Thằng mồm thằng trừ 99 bạn ạ. Có mỗi một thằng thôi. Sàn một này. Em bắn. Chạy nhanh lắm. Lên điều khiển A đi. Nhiên bỏ điều khiển A vậy. Đồng đội lên. Đồng đội lên rào này. Úi dồi ôi. Bắn đâu ấy. Copy that. Điều khiển B con. Con, điều khiển B con. Vào cuối rồi. Hay. Ôi bắn trúng người rồi kìa. Bắn trúng người không mất máu nhỉ. Mẹ. Thế. Thua bình đấy. Ít trả mất máu tí. Cây này vào AI khác hiệu ứng không á? Tôi không biết. Tôi không chơi AI rồi. Đang bắn C4 đây. Bò ra cái. Smoking bomb. Lũ đen, lũ đen. Này. Hồi sinh một. Fire in the hole. Double kill. Sàn một hồi sinh một. Sàn hai. Xuống hai này. Mấy con AK Buster thì bắn ngon mà.
Ui cống 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 một. Cống cống mít mít mít. Mít nhỏ. Xem đừng có luôn. Ui ném tự flash thế này. Ngọt hơn AKGP rồi đúng rồi bạn ơi. Trời đấy, đất. Đấy nổi trên mặt mình béo thôi. Mặt này mà béo. Mặt này là mặt to, mặt béo. Lỗi. Ờ thua, bên mình đang thua vãi nổi thật. Sao từ nãy giờ mình cứ nghĩ là bên mình thắng nhỉ? Rồi lòi ra. Gì đấy, ném flash đồng đội nữa trời ơi. Đừng B một này. AK Buster ấy hơi ngon luôn ấy. Đã cả nồi lợn. Tôi tuổi lợn đó bạn. Này hỏi này. Cái khẩu này là khẩu gì đây? Trông nó Sao. Nó đang thay đạn thì không vào bắn đi. Trời ơi, bên trái kìa. Này. Úi, bên trái luôn. Sao tính nhạc bom. Ghê. Okay. Let's go, Club Red. Sờ ca lai. Gì chết hết thế. A site. Ôi. Đấy nồi. Đây là em đang đưa mạng hay do thằng kia bị đưa. Nhảy cống không? Cống đây. Fire in the hole. Ờ đầu sàn một. Mít to snip. Cùng B nhá. Cao B1 này. B trong sai rồi. Eo ơi bắn đấy mà không trúng bên nào ấy. Đen cao B2 rồi. Nhắc được. Cái gì đấy Nguyễn Hằng Nguyễn. Ai gánh bạn đây. Team đang thua đây này, gánh cái gì. Con này ở B rồi, đúng rồi. Có phải nồi mình cầm bom ạ? Roger. Ui, rào. Vào. Bắn này lỗi. Pinoy là bọn lướt nào ấy?
à Philip. Flash bomb. Vãi nồi bắn chị trừ 99 này. Đó là Pinoy. Bảo là cái khẩu Perado kia Pinoy bắn nhiều. Má thì bắn cái thằng kia nhưng cũng trừ 99 thế nào ấy. Tục sư nó. Sẽ không phải game lỗi đâu. Chị có kích em đâu, chị F12 mà. Flash bomb. Fire in the hole. Được gắn kim vào này. Ngon. Ai gắn kim đấy? Xài non. Mồm với các bạn này. Vào đi các bạn. Mình bắn cái thằng kia mà vậy mà trượt. Mình nhớ là mình bắn vào chân nó rồi mày. Ờ, giống kiểu AK ấy. AK bên mấy cái nước khác này ngon. Delay chán ấy. Uầy. Chạy ra mít cả bị ăn một viên mặt luôn mà. A site. Cái xuống A đi em ơi. Thế là A có một thằng kìa. Sao chết đấy? Đi đâu? Không biết là bắn rồi. Ôi giời ơi, từ cống chui ra nữa. Uầy, thế này sớm cũng không sớm thì muộn em chết vào đấy. Mồm mới phải trốn chứ bạn. Nhưng quả đấy mình cầm lục ra chứ, lẽ là mình nên cầm mấy. Tập snip lỗi. Flash bomb. Không biết một. Hello trường Nguyễn nhá. Ơ kìa. Gì đấy, Trâm ơi. Cái nồi Trâm bắn gì Trâm? Mù mắt. Fire in the hole. Đội là một kênh 3 vòng 27 nhưng mà có slot hay không thì chị không biết nha. Điều khiển A1. Chỗ tủ lạnh ấy. Bắn lỗi thế. Ừ, sai hai thằng này. Ôi mà sao chị cầm bom nhỉ? Đúng cái thành dao. Tiếng hò sao đồng điệu với quỷ à bạn. Thôi chạy sau cầm cầm tanh đây. À đây. À đây em ơi. Ôi mồm mồm này. Chết. Bắn cái thằng sao bé không oan mồm. Bắn bắn 90 đen thế. Bạn chê tôi lắm mà tôi mất ACE. Hey.
Này này, bắn một thằng mồm, thằng trừ 72. Ấy rồi thật. Má thằng giữa A mồm bây giờ. Mít 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 một cống kìa. Cái cống kìa. Nó xuống mít rồi, nó xuống mít rồi. Chết. Trong đen. Ai nồi đấm mồm kinh thế, cuối B1 này. Và sai ở xe B. Một. Nhìn cuối B. Trong xe B một thằng đang nhìn cuối B, vào cuối B đi. Bên kia. Ghê 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 ghê. Ghê thế nhở, sniff kinh ấy nhở. A lia kìa. Kìa. Ở đâu ấy? À, à, trong tường, trong tường, trong tường. Ấy. Bắn danh nhá, tí không? Để xem bắn danh không? Trong này ông ấy đứng phô thế. Phô thế. Cùng đi. Ồ thế vẫn bắn được người. Tuyệt vời đấy. Đấu sát, đấu sát, đấu sát. Ấy. Rồi, em bị kiểu đéo sao chị ạ? Bây giờ cứ bắn mấy thằng di chuyển thì bắn chúng. Cái thằng nào đứng im là bắn. Biết là chúng nó chị ạ. Flash bomb. Thế lỗi em. Thế luôn. Rào 2. KB 1. Fire in the hole. Bắt timber. Này. Điều khiển A 1. Chết 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 chết. Móc nhà một kìa. Ôi, vẫn ở sàn này sao 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 sao. Vãi nồi đứng. Đứng núp ở đấy ạ. Tổ sư nữa. Hello Thanh Vân nhá. Tôi cắp đi kìa. Hay hay hay. Ôi hoài kìa. Được làm được em mê. Cứu team vào có khác, 12 chết 2. Flash bomb. Flash bomb. Ôi thằng Timber kia thật. Ông nội kia ông cứ phi lên rồi sợ thật, một mình ông đi lên ạ. A site. Rào đâu không? Đấy nồi, chị đang cầm bom à? Cả A clear. Ở kìa. Ở kìa. Cái nhỏ một. Bomb has been planted at A site. Móc. San 1 điều khiển A 1. Fire in the hall. Tô xích, ai làm gì mà tô xích? Đang tập trung với tô xích. Vừa nãy vừa mê ấy xong rồi nghe tiếng ở sàn luôn, sợ. Sàn F3, F4.
khách, lướt khách, lướt khách. Hay 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 hay. Vừa phi vào phát ăn ngay cả mù, sợ thế. Móc điều khiển B kìa. Ai? Trời ơi. Cái gì? Quang chuyện ế hả? Nồi, ông Quang mà lại ấy mà tôi ấy thì ông Quang ấy bạn sao bạn bảo ông ấy đây. Học tiền sinh. Mẹ ơi. Mồm. Mồm chết. Team mình mạnh quá, team mình có xài non mà mạnh quá. Góc viên sinh thì bắn tốt mà. Đen 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 cuối. Ghê thật, Isane, Isane cực tốt rồi. Level up, level up, level up. Chết mất thôi. Phải cả tiếng hò đồng tiêu. Chịu đấy. Thôi ra bắn khác không? Đi bắn map farm không đại? Đi. Đi, ra bắn map farm đi. Ra bắn, bắn snip. Snip gì? Snip hoặc bắn lục mắt đấy cũng được. Được, ai mà gì đâu, em là snip mà. Bị kích rồi. Tại em âm mạng kêu nó kích em đấy. Chị bình thường bắn chị chả kích cả. Xin hạ cấp lên cấp nó có cho mấy cái phần thưởng không? Không hạ thấp nhất là trung sĩ nhưng mà phần thưởng không được lập lại. À, tưởng được. Ê, lập phòng đi đại. Ê, được chị... thì em hạ là liên tục lấy mũ giáp anh. Thôi tôi tí nữa tôi làm cái phiếu xin hạ xuống cấp thiếu tướng đây. Trung tướng đẹp, mình thích cái cấp trung tướng. Không, em thấy một sao vàng. Một sao đẹp nhất hoặc là năm sao. Không, 1 sao hoặc 3 sao, 3 sao cũng đẹp. Nói chung là mấy cấp sao đấy vẫn đẹp hơn cái cấp mẹ tổng tư lệnh, tổng lệnh xấu quá. Nhưng mà nhớ tắt cái kia nhá. Chị làm chị làm gì có đâu mà tắt. Chị không có. Tắt cái gì? Mà là phòng đi. Là phòng đại. Đây nhỉ, tạo phòng này. Chế độ đấu đơn đâu nhỉ? Em không thấy cái chữ đấu đơn đâu. Rồi rốt đi. À đây, thế. Phòng 32. Ê, phòng 32 các bạn đây. Kính 3 nhá. Đâu, cái map farm ở đâu ấy? Để snip đi. Từ một kính 3 phòng 32 này. Snip. Để vào đây lấy mấy khẩu snip ra bắn. Đó. Mình bắn súng gì? Bắn khẩu gì? Bắn K. K thì ok, K. Ăn ca. Tá đẹp ấy hả? Thế thì nick tướng đẹp mà. Tá thế nó không đẹp lắm. Thì có cái cấp. Đấy em trải nghiệm luôn đi. Nhưng mỗi tội là bây giờ em đang bị cái biểu tượng kia nó bịt mất cấp rồi. Cay. Hay là xin được à? Hay là xin xuống tá luôn nhỉ? Xin xuống tá xong rồi đằng nào cũng bắn lên tướng. Đấy không bỏ cái trang trí đi được à? Không, có nghĩa là phải bỏ trước khi hạ cấp. Bây giờ là em hạ cấp xong rồi, bây giờ không bỏ nữa, bỏ nữa bị lỗi. Đèn. Lại chi lên xem nào. Bắn cái này có mỗi mấy đứa bắn thôi. Bắn gì? Không ai bắn. Ơ thì mày cái này nó không có AVM Silent. Nhưng mà cái này bắn snip rồi, không có DE Silent đâu. Ai với cái M Silent thôi. Mẹ cay thế, vừa nãy có cái kèo bắn đâu vào trang trí không nào. Bắn côn nhưng mà mình không bắn được. Cái này. Bây giờ không chọn đúng không? À dụng này. Xài khẩu Silent luôn. Tơ cua xe đi. Cho nó một xanh.
không tắt được cái gì luôn. Này kể cái này cũng không tắt được luôn này. À đó, cái này được. Cái map này vui thế mà không không ai bắn nhỉ? Ê, slot màn hình này cũng không tắt được này. Đấy. Bạn gái con vào đây bắn bạn. Remote không chiều bắn. Ê, ê, đi. Không thì phải đợi cái này hết hạn mà còn tận 300 ngày cơ. Trời đất. Ê, không có ai bắn rồi em ơi. Chán nhỉ. Xem có đồ thế nào. Này bắn phòng này hay hay là ra bắn phòng khác đây? Xóa hết súng chung chưa? Xóa nhiều rồi ấy. Để toàn mấy khẩu đơn này. Rồi chị biết rồi. Vào đi kìa đại. Ok ok ok. 5 người vào luôn. Chị bắn AWM ấy. AWM Silent. Cái này nhìn nhìn cấp này. Không tá này cũng đẹp, xin xuống tá nhỉ. Đấy, đẹp. Nhưng mà qua cái bước hai bông nhìn xấu, phải lên ba bông mới đẹp. Kệ nhìn mấy cái cấp tá, mấy cấp thấp cho nó vui, mấy cấp cao trông chán đời vậy. Nhìn chán. Rồi vậy cày lại lên tổng lệnh để bỏ cái kia đi mới được. Bỏ bắn AI nhanh lên mà đúng không? Bắn AI nhiều kinh nghiệm vậy. Hôm nay màn hình à? Hôm nay ứng dụng như ứng dụng. Không thấy ai, tại lên làm bố đây. Cái đồ mịa vừa nói xong. Không nhìn thấy ai cả. Nhìn đi, tập nhìn đi. Hình mạnh. Hình lây à. Đang đâu đấy? Chị đang ở bụi cây. Cái định lên trên ông nào lên trên cao làm bố rồi. Trời, vừa mới gì đấy, bắn chưa 79 kìa. Điêu ấy. Thì vẫn lên lại mà, nào lên lại lại xin xuống tiếp. Này khó nhìn vậy rồi. Bé chân mày, sau bé chân mày. Nghe thấy đằng sau rồi, bên đằng kia bên phải chị cũng có nữa. Mẹ. Em nó thủ cái số thang này cay. Tiếng ở đâu? Nhìn những người bắn luôn đấy. Rồi. Đứng lên cao này. Học ít người quá không có ai. Thằng ở trên cao có chiến thuật. Bắn cái thằng kia toàn bắn trượt không à? Cay thế.
bắn trượt. Zoom thì có mỗi mấy người chứ đâu ra mà toàn gà ạ. Ít người. Cái map này vui mà. Map này biết mấy chỗ đứng nó bắn hơi hay đấy. Hồi sinh đâu à, hồi sinh cạnh mình. Cái này đông người cơ, ít người quá. Thò ra cái là chết, tài thật. Thò ra là chết rồi, đúng rồi. Muốn không chết thì đừng thò ra. Cái đỉnh mái cho chó. Nữa kia nó bắn mình được, sợ thật. Này có nhiều chỗ đứng à? Phải bắn mấy lần thì mới ấy được. Mới biết được mấy cái chỗ đấy. Núp ở đây. Mẹ ngồi ở cái ruộng lúa này thấy có ấy ạ. Thấy có cái chân nó lòi ra. Vãi bíp. Trời, ngồi ngay cạnh. Mày phi lên đi chứ. Có nhất thiết phải hồi sinh kiểu đấy không? Có cái thằng ở quất tờ lên nó chết rồi à? Nó vẫn ở trên đấy. Mẹ hai thằng đi quanh cái cột ạ. Má. Nghe nhầm phút. Hồi sinh ngay sau lưng mình. Hết rồi, không phải hết rồi. Ông ấy ngồi, ngồi ngay sau lưng mình. Không hiểu Trâm được. Trâm ơi, chị Trâm ơi. Chịu đấy. Định mà ấy ở trên cao nó bắn chị đấy kìa. Đang solo với cái thằng này thôi. Thì bị bắn thôi. Xấu nhỉ. Nó tham minh của cây. Giết cái thằng Water bên trên đi. Hello Bảo Phạm nhá. Bảo. Bảo. Water. Thằng này nó cứ đứng ở đấy thôi. Xà thế mà động bắn được mình. Em nhìn nữa. Trời ơi bắn trừ 81 kìa. Ậu mịa. Núp ở đây. Em bắn chết thằng Water đúng không? Em biết rồi. Gì thế đông vậy? Bạn không biết hôm trước tôi bạn không biết là hôm trước tôi bắn này tôi toàn cầm AC à bạn? Bạn không biết thì bây giờ bạn biết rồi đấy. À nó bắn mình ở đâu nhỉ? Ai nói chơi đá này. Ảo thật. À chơi đá. Ba ra ra.
Mày mò mò ở đây đấy chứ. Mò mò ở cái chỗ này bị bắn thôi. Mày ở trên này nhìn thấy cả thế giới luôn ấy. Xong thò ra là bị chết. Cả thế giới nó nhìn. Bắn không ra tâm. Nhìn thấy cái chữ đỏ bắn trượt. Thì tại top bắn 1200 bạn. Tiếp đi tâm thấy chữ đỏ nháy liên tục. Mẹ nhảy nhảy nhảy. Tốt bắn hay nữa bạn. Mà ai nồi bắn trượt kìa. Bắn hết chứ 26. Cay quá, bắn tàn trượt thôi à? Ui mẹ ơi. Đây này. Trời ơi, bắn trượt. Sao thấy chữ đỏ mà bắn nó không trúng ấy nhỉ? Đâu có ai ghen tị với tôi đâu bạn, ít. Tôi xin nghĩ liên tâm một vòng quanh, thấy chữ đỏ hiện nhiều cực. Cái gì nữa? Không ai ghen tị mình đâu bạn. Cái gì không? Mày đi chậm lên chứ, nghe tiếng rồi. Trông tôi VIP pro rồi là chuyện bình thường rồi bạn này. Tôi VIP pro là bình thường. Sau lưng kìa. Rồi. Nhìn đấy rồi. Mẹ chó kích Izane F11. Ôi nó bắn ở đâu ấy? Đông vãi. Tí nữa thì lên được top. Tí ngồi đấy lại. Cái gì người ta bắn A cấp phở ấy. Người ta bắn M200 người ta kiểu gì cơ top. Chẳng có súng gì. Bắn nhiều bắn cái này snip này vui mà. Bắn cái mác buồn cười vãi. Thôi không bắn M700 nữa đâu. Trầm cảm vãi đái à. Bắn M700 xong bỏ game ấy. Thì khẩu gì hay hay rồi. À với cái Black Dragon. Nhưng mà khẩu này không phải là Silent nữa. Bắn trượt là vỡ mồm ấy. Thích này. Hôm nay cái khẩu M200 gốm sứ thì xinh. Khẩu đấy xinh vãi đẹp vãi. Bắn fan côn. Tôi lúc nào chẳng kinh bạn đè. Thôi không, lắp fan côn vào đây đi. Vào em ạ, yo. Này, mọi người thích bắn cái map này thế này, vào các ông SS hết đây này. Ok. Map này vui mà. Hello, hello Khương, Quách Văn Khương à? Thế à? Tại chưa bắn khẩu Black Dragon đến bao giờ.
12 viên. Mẹ bắn khẩu này ông cũng khớt thì mà được cầm tốt rồi. Mới thấy cái chữ đỏ ở đây xong. Ôi trời. Mẹ ơi nó thay đạn nhồi nữa ạ. Thay đạn nhồi nữa má ơi. Đấy ông bắn về cái S ông bắn liên thanh ạ. Tổ sư. Sau lưng mình. Nhìn thấy chữ đỏ bắn trượt không à? Ai bắn trượt. Bắn trượt nhiều quá. Ăn bị đánh nút bụi. Mẹ ngồi. Ngồi im luôn ạ. Đang trong lúc thay đạn thì ông này ông chạy mất. Chưa bé chấm. Thấy cái chữ bé chấm rồi. Trốn đâu ấy. Buồn cười bái thái luôn ý. Nhìn thấy thằng ở bên trên rồi. Trên nhà kìa. Thề luôn khẩu này mà không có cộng đạn ấy thì mẹ khớt thì tôi bắn được. Mẹ nhìn thấy chữ đỏ kìa, hello Dũng nhá. Ôi trời ơi, bắn trượt. Sau lưng bạn kìa. Vãi, phải kêu Dũng bằng anh. Chắc là anh không? Mẹ, khẩu này nó delay, nó bị chậm ấy. Bé châm núp lâu ấy. Chỗ nụ ưa thích của mình. Eo ơi, cái khẩu này lúc mà cầm lên ấy, lúc mà cầm dao xong rồi cầm ra khẩu này, mẹ nó delay chậm quá. Không kịp. Ôi mẹ ơi, nó bắn. Nó bắn đâu vậy?
ổ này mình vẩy nó không quen. Chó đại bắn súng gì đấy? AWM. Mẹ chó này, khẩu phan cốt này nó chậm quá. Lại delay nó như còn khỏe vậy. Còn chó này. Nó bắn ai với cái mở viết delay nhanh anh em ạ. Chó. Ô cái thằng ấy ở đâu vậy? Gà. Gà. Người tàn gặp địch thôi. Núp nè. Đông quá nào. Oh shit. Cái góc nút kia của mình mất rồi. Tôi chửi thề đâu bạn. Bạn nghĩ ra à? Tôi nói rất văn minh lịch sự. Mà bảo người ta chửi thề. Kìa, bắn vào người mà không chết thì 3 giây ạ. Điều thế. Trời ơi, bắn móc lốp. Muốn kêu anh là với điều kiện. Đời ra Guno đấy bắn toang không biết bắn khẩu đấy bạn này. Khẩu đấy bắn khó với nổi. Ôi. Trời ơi. Cái thằng ở trên cao thì nó bắn chị rồi. Đó này. Sao bắn chạy nó xong? Sao bắn chạy nó xong không đại? Ok. Má này toàn nút bụi luôn, bắn khó chịu. Mà này bắn vui mà. Kìa người ta bắt súng cho nó bắn mình. Lùm mi. Ta bắn vào mắt bạn để cho bạn sáng mắt già gì nữa. Trời ơi, để cái thằng ở trên nhà kia nó làm bố với à? Chết, bắn nó đi chứ. Chết rồi, chết rồi. Nó bắn liên thanh. Chưa lần nào mình, có lần mình bắn hết 12 viên rồi xong mình phải... Mò rồi cái thằng bên này gì. Bắn nó phải sáng mắt lên thì người ta mới bắn chứ bạn. Ngồi núp này. Hết 3 giây còn gì nữa. Núp. Vẫn có thằng ở trên. Chó này. Kiếp nó bắn mấy thằng bắn vào mặt mình thôi, sợ thật. Tôi đang cần vitamin C bạn ơi.
Thái đang bị Colovit. Tại bắn bé châm chỉ 37 này. Bắn ở đâu ra chỉ 37 đấy? Không biết. Má, cái bắn ở đâu vậy? Mẹ ơi. Eo ơi, đang dình cái thằng kia này thì bị thằng khác là bắn chết thôi. Một mũi bất tử. Tiêm 3 mũi này. Mẹ đang múa. Phải là thấy mình múa kinh quá nó bắn trượt ra ấy. Cái kèm kìa. Cái con này. 59 kin. Đây đổi sang trạm phát sóng ấy. Bắn súng gì? 3Z, bắn 3Z. Ok đó. Bắn 3Z. Cyber Sen. Ho. Cái khẩu màu xanh mới bắn khẩu đấy đây. Ê, nổi liên quan gì ế ông ấy bạn ơi. Bạn lại nghĩ ra rồi. Bắn con 3Z Classic. Ghê. 1332 này. 1332 các bạn này. Em ấn chấm than 75 đi, chấm than 75 đi. Ấn vào nút share đi. Ấn vào nút share là hợp lý rồi. Mission clear all targets. Vừa vào ping 77 ạ. Tâm đã làm rồi. Nói. Bé ở đâu? Không để ấy à? Không để sniper à? Quên. Ra đổi sniper đi. Này thôi, đông quá này thôi. Tanh thường mà cầm ba ghét thì căng. Cái gì nữa? Lục không nhét ấy cơ. Mù ảo này. Ai nồi, này mấy hôm nay tôi bị kiểu đứng hình tôi cũng delay 1-3 ấy bạn. Quỷ tôi bị liệt tôi phải delay 1-3 mà. Má. Khó nhỉ. Của ba ghen này đúng kiểu bắn tịt phát là mình đi luôn. Điều gì nữa. Đứng hình nhở. Đứng hình quài vậy. Ô, hay. Ngọc hồi sinh. Nghe tiếng cửa xe rồi chứ. Quay không kịp. Để đấy bạn chấm chấm chấm.
Bạn hay xem tôi thôi. Bây giờ bạn mê ở quang luôn rồi à? Trời ơi, delay chậm quá. Đấy có chịu nhanh hơn ba Z phải lắp thích. Em âm mạng đây này. Chị chuẩn bị âm mạng. Nó giờ này nghỉ mọi người. Có nhất thiết phải thế không? Dính nữa đấy rồi mà mình chết ạ. Nghĩa chứ. Khó thế. Ghê vậy. Ghê thật. Bình thường toàn chê mình xong tự nhiên giờ thấy khen quang thế lạ ghê. Bạn thích quang không? Không đời nào mà lại khen như thế à? Bắn tàn bắn trượt đúng không ạ? Lại phải lôi cái côn ra bắn. Nhà học tập học cách bắn côn. Một viên như Rambo vậy. Ba giây kìa. Nghe tiếng 3Z đâu đây? Em ơi, đâu đây? Ba Z, ba Z. Chó. Delay vậy ạ. Delay ra ba Z mà bắt không ra đạn. Khó thật. Mẹ. Đấy nồi, tí nữa tôi vào đây tôi mắng quang phát, dám bảo mình ấy mỡ phải. Thiên thuyền. Eo ơi, sao nó chạy lên cầu thang này nhanh nhở? Vừa mới đứng ở chỗ ngách kia xong. Để người ta phải bắn vào người thôi. Cái định mệnh. Mình cắt vào đầu để bắn nhưng bắn trượt. Đồng quá. Trời đất. Trời đất. Không vậy bạn ô má ơi. Kiểu gì mà sao lại không chết đấy? Chị biết được. Chị bắn thêm không chết, điêu thật. Tự nhiên thấy Isane mà lại bắn mất mình mất máu ấy sợ chứ. Tại sao? Từ đấy là chị toàn bắn lục đây này. Bảo sao lên team nhanh thế? Hâm mà người ta bắn đấy đấy. Ôi vãi nồi, bắn trượt. Là Z đâu đây? Kìa. Tôi mù mắt rồi đấy. Tự mình mù mắt mình luôn. Là Z chị châm đâu đây? Nghe tiếng ba chị châm đâu đây chị châm ơi. Im.
Ok anh. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, gà quá. Bạn thế bạn có sờ chim đâu bạn chả bỏ. Bỏ là đúng rồi. Sao mình cứ bắn cảm giác cái tâm nó vào giữa người rồi mà nó không chết thế nhở? Mẹ sao nó vô lý vậy? Vô lý? Vô lý? Vô lý thật. Hai thằng hai bên sao kích nó thế? À nó cay tốt. Bạn livestream hôm nào tỉ mắt xem bạn livestream hộ tôi gái. Bắn nhạy mà trượt đầu không à? Hiểu kiểu gì chết hai thằng luôn ạ. U là trời khó. Ui là trời hồi sinh. Bắn rồi, vãi nồi bắn 3 set nhảy bắn rồi vãi đái thật đấy. Kìa bắn hết trừ 65 kìa. Này nó chậm 1 giây nữa không tin đấy. Vội quá, bắn cô này bắn một viên này. Lại lại nhảm sàm chí gì đấy bạn. Chấm chấm ạ. Đấy cả wifi âm phủ với tôi chịu bạn. Đứng ở đây ạ. Mình không để ý. Ném mù tôi này. Ném mù lỗi rồi. Chịu má. Hắn trượt kìa. Trời. Trời. Nghe tiếng ba Z đúng rồi. Nghe tiếng ba Z đúng rồi nhưng không biết ở đâu. Thôi tôi không bốc phét để chill bạn này. Chill trước thì không trúng biên nào. Căn vào đầu sao mà khó thế. Khó. Được cái top 2 mì ơ cay đi kìa. Đổi bắn rồi đi đi. Đổi xong bắn rồi đi thì làm. Thì làm. À tao bắn M200 mì ạ. Thì là sờ nít tôi nhỉ. Sờ nít. Anh
hay tí nữa ra bán tanh, đi ra làm trận tanh. Chị bán 1200 à? Đại có xóa được mấy cái item ID không? Chị bán 1200. Có, xóa được một số cái, xóa được một cái, một số cái không xóa được. Iron Fake mù vàng xấu vãi, không thích cái khẩu Iron Fake này. Một Iron Fake khác, chả đẹp. Trời. Dây là G90 à? Được quá nhỉ. Chị cũng có khẩu đấy đấy. Thế mà không bảo chị. Sao có 3 người thế này? Tại biết ngồi đấy mà. Mẹ ơi, chó. Nó hồi sinh ở ngay cạnh mình ạ. Khốn nạn thật. Ui, lỗi. Để chân bị đồ bắn đấy. Giờ nhìn ánh sáng chiếu vào cũng xinh như con gái. Nhầm rồi, lúc nào mà chả. Nào mà chả xinh con gái à bạn. Ơ, má nó hồi sinh ngay cạnh mình luôn. Gì ạ, cay thế nhở. Đau luôn. Lại là mẹ. Mẹ đứng cách anh chị. Không chạy được ấy. Vừa nghe tiếng không quay quanh quay ra kịp. Lên lên xuống xuống lên lên xuống xuống. Ơ em cảm bị âm mạng lúc đầu thế nào nhỉ? Ui, nhảy xuống chơi luôn. Nhảy xuống chơi luôn, tội đấy gì. Đứng ở trên. Chị toàn âm mạng đầu mà. Delay lag quá, đang phải delay bằng lăng chuột đây này. Đấy. Ultra kill. Giờ dốc B đúng không? Unbreakable. Ô kìa, bắn thế trượt. Trời đất. Cày gì đâu bạn. Đùa. Double kill. Multi kill. Ultra kill. Tôi chưa được học được cách nhảy bắn đây này. Mấy thằng bạn mình đã nhảy bắn kinh vẫn nổi, mình đã không biết nhảy bắn. Tức thật. Vừa nói xong chết. Này điểm thế. Hay. Hôm nay mình để tay ở cái chỗ này nó bị đau ấy. Bị đau tay ạ. Nhảy ghê chưa, nhảy bắn kinh chưa. Cái thằng ở mẹ hồi sinh ở ngay cạnh em luôn đấy.
ăn bắn một viên không chết xong chết ngược. Bản vướng bàn phím không à? Ơ kìa. Ultra kill. Unbreakable. Á, ôi chích. Bring it on. Má ơi nó đông. Vậy nồi ba thằng đứng quay mông của mình thì không bắn trúng thằng nào thôi. Bắn ở Isane trừ 87 kìa. Bắn. Cái gì nhở? Còn một viên không chết thôi. Lý thuyết thì là thế nhưng mà không phải lúc nào tôi cũng bắn được thế bạn ạ. Không phải lúc nào tôi cũng ngồi nhảy bắn được như thế. Mấy anh kia nó ngồi kiểu gì trông kỳ cục lắm. Lag à? Lag. Vừa đấy lag phát đấy. Trời ơi. Phải đá em kêu ơi bắn liên thanh ạ, thằng nó vừa một viên phát xong viên tiếp theo vào mồm mình luôn. Y ra nè, y ra nè nè. Chạy qua quay lại bắn cú. Tài thật. Đéo được rồi kìa. Đưa bắn. Dây là G90. Chết chưa? Mẹ ơi. Nghĩ là bắn liên thanh. Bắn liên thanh các bố mẹ ơi. Chú ơi là chú. Thôi để em bắn nốt thằng đấy đi. Mình hay ơi cái kiểu là mình bắn xong mình quay đi lắm nhá. Trời ơi bắn đậy trượt. Cái đầu. Free Fire. Free Fire gì? Thấy rồi. Bắn kìa buồn cười với chú 99 kìa. Gặp con hồi sinh. Trời ơi. Dùng gà để tôi cầm tốp rồi được. Khó.
Thế nhỉ? Mẹ ơi. Bên phải bên trái chứ. Ô, nó đứng ở đây lúc nào vậy? Má. Dỗi. Dỗi mách quà. Ôi mẹ ơi, ai à. Cay 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 cay. Yeah. Bắn cay anh táo rồi. Bắn kiểu kia khó rồi. Khó, khổ thì khó. Bắn bắn toàn một viên thì chết thôi. Tí nào chị bắn khổ đấy. Hồi xưa cũng bắn mấy lần. Khổ đấy cũng không khó. Ê, bắn khổ đấy toàn một thằng rồi nên... Còn hai viên chết người. Nghỉ lây ấy thế nhỉ? Nghỉ lây toàn mít rồi. Đồng quá. Thế đồng tài nhá. Mách bông bị block bạn. Ai 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 ai. Đấy, lấy được cái top 2 cuối ngay. Vẫn chết. Ghê nhỉ. Ghê thật. Sẽ bắn cây 8. Chị có khẩu TNG ấy mà. À, khẩu đấy bắn ấy thì ok hơn. Chợ ơi. Sóng bắn hay bắn tanh. Tanh á? Em thích bắn okay. Gì? Tanh. Bắn tanh nè. Lấy khẩu lấy mấy khẩu bộ champion người ta bắn. Đâu nhỉ? Champion A nè. Moss này chả biết là súng gì. Cái khẩu băng này bắn chả ngon gì. Cái gì đấy bạn Trung à? Ôi lần này là nốt trận này nghỉ thật. Cái này nghỉ ăn cơm. Chị biết em bắn chị mấy viên rồi không? Chị vừa mới tát ra ngoài đấy. Tát ra ngoài được 3 giây bất tử thành 5 giây bất tử. Ai biết được. Đấy, còn không ra đạn nữa. Ném bom đâu ấy. Ultra kill. Groza phun đạn. Vừa nãy bắn Groza xong mọi người bảo là Thanh Nick đấy có nhiều súng lạ thế. Thôi nên là thôi trận nốt trận này thôi. Nghỉ thôi. Tối chơi. Thổi bắn được phết nhở. Chả giờ mình bắn hồi này nên mình không biết. Tại vì không thích cái skin này. Hmm.
Giật kìa. Đang nhảy lên thùng thì giật. Fire in the hall. Sấy 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 lỡ quá. Hay quá, có kim. Cay không? Fire in the hall. Rồi, không bắn thì như thế. Lỗi quá, lỗi quá. Khoe được mà khoe. Một cái nick hồi xưa tôi chơi cũng có khẩu này mà. Nick này bá rồi. Sao có khẩu xưa cắt like mà mình không lấy tay bắn nhỉ? Ghê mà AK-10 luôn. Giật 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 đấy. Thôi 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 thôi. Nó cứ giật giật đi nhỉ. Fire in the hall. Bắn này -58. Ui. Được quá nhỉ. À đại ca lớp 1C hôm trước bắn với lại mình này. Được được được. Bên tôi bị giật nhỉ. Đứng đứng hình ấy. Gì thế? Chị vào xuống đường đạn của em làm cái gì? Sao lại hồi sinh được ảo thế? Fire in the hall. Cái phòng nào đây? 1332. Hello. 1332. Ủa nhé này. Ôi giời. Má. Ôi giời. Cái thằng kia nó bắn chị chứ. Dù miệng nó bắn cố hơn cái lại không bắn được. Tức thật. Ôi giời. Chó này. Ôi giời. Lợn này bắn rùa đấy chắc rồi. Rùa bị kinh. Rùa. Rùa là cái chắc. Thấy kìa. Thì sấy mình các bạn. Sấy. Như chưa bao giờ được sấy. Trông bắn này, 66935452 này. Bịa. Fire in the hole. Double kill. Bắn yếu được cho mình. Đấy gọi là bom rùa đấy. Vãi nồi bắn lên 10 tỷ viên mới chết. Xem chỉ được cái ném bom rùa thôi, được cái gì đâu. Vãi đi. Đấy. Sao lại hồi số sinh ra đích em luôn rồi, sao kìa. Em xem tôi sấy đây. Ồ. Vừa mới nghe đây chứ. Cái gì? Đứng live chục giây luôn đấy hả? Thế tôi không biết. Tôi chỉ bị giật hình thôi, chứ không bị đứng live chục giây đâu. Thấy ảo thế.
Chị đang sấy như điên đây này. Trời ơi. Thì mấy nó 3 giây cùng nhau với AK đàm to hơn chả ấy. Mẹ như thế mình cầm côn rồi mình bắn. Chó. Ít ngủ tín. Núp trong góc à? Phải là chị đang nghỉ rồi. Ôi chị núp ở đấy hơi kín luôn đấy. Trốn mà. Đấy, nồi bắn đến cả văng mà. Mà 20cc. Tối nay chắc tầm 9 giờ anh ơi. 8 rưỡi 9 giờ gì ạ. Chị đắp nghỉ rồi không đi danh đâu. Sao chị ơi. B. Cửa B này. Chín cc. Chín cc mày thế. Tí thì vỡ mổ. Ồ nó quay đằng sau luôn này. Mấy khi đi danh đâu mà chả gánh. Ít khi tôi ít đi danh mà. Miệng đấy chứ cả bên phải bên trái thì cũng ai mà bắn được. Lại giật rồi. Tám bảy mốt. Bắn rồi không cẩn thận mất tốp lại. Biết rồi, chị thấy em đang bắn đó mà. Thấy kìa. Không trúng viên nào, sợ thật. Bị vào tay sấy ấy rồi. Sấy lỗi rồi. 3, 4, 5 hướng. Đông. Ở trên trên lỗ nó bắn chị chó này. Fire in the hole. À.
Ôi, nghỉ, đi ăn cơm đi. Rùa là một loại năng lực. Ok đấy. Rùa là một loại năng lực đấy bạn nè. Ai rùa được đâu. Ôi nghỉ, đi ăn cơm đi. Đi cơm cơm. Hả? Ác fan cái. Ác fan làm gì rồi. Chị xóa hết friend trên này rồi. Thôi nghỉ nhá mọi người, ăn cơm đây. Bye bye. Bye bye. Chắc là tối livestream.